Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi dạ tiệc gây quỹ màu tim từ thiện 2018 lần thứ 3 của Hội Từ thiện Thánh Luca. Và chương trình đã được bắt đầu với phần ngỏ lời của hai MC Diệu Quyên và Giáng Ngọc. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin được chính thức bắt đầu vào chương trình Part 2 Part. Và chương trình này, Diệu Quyên rất là may mắn cùng với MC Giáng Ngọc. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào quý vị. Và với cái chương trình này thì có lẽ là Giáng Ngọc và chị Diệu Quyên đã là những người biết trong những cái thời gian vừa qua, nhất là khi mà Giáng Ngọc và chị đã từng lên trên đài cùng với anh Sĩ Đan để nói chuyện qua về mục đích của cái chương trình này, thì có lẽ là hai chị em và tất cả mọi người khi biết đến đều cảm thấy rất là xúc động và đều đồng ý một điều là đây một chương trình rất là ý nghĩa để chúng ta trong tối ngày hôm nay sẽ cùng nhau góp một bàn tay để cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé, những cái tinh thần nhỏ bé của chúng ta để có thể có một đời sống bình thường. Vâng, thưa quý vị, và trong thời gian vừa qua 3 năm và chúng ta bước qua lần năm nay là năm thứ 3, thì chị Quyên được biết người mà chủ trương chương trình này đã cho chúng ta hay là qua Bác Ái Xã hội Caritas từ Việt Nam, chúng ta đã giúp cho 50 em mổ tim với cái giá mà chúng ta đã bỏ ra ủng hộ trong thời gian vừa qua. Với phần thưởng đó thì chúng ta đã đóng góp được 86.000 ý kiến và cứu được 50 em, kính thưa quý vị. Và người làm ra chương trình này, sáng tạo chương trình này và ngày hôm nay anh có mặt để dìu dắt con đường của chúng ta tới Heart to Heart Hội Bác Ái. Kính thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca nhạc sĩ Sĩ Đan. Và các nhạc sĩ Sĩ Đan, sau khi ngỏ lời chào mừng, anh đã có lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ phần tài chính cho hội, từ những cơ sở thương mại cho đến những cá nhân đã mở rộng tấm lòng, mang lại sự sống cho các em bị bệnh tim bẩm sinh. Và MC Giáng Ngọc sau đó đã tiếp lời. Và Giáng Ngọc cũng được biết là trong những thời gian vừa qua, khi mà hội mang những số tiền tình thương của tất cả quý vị đến để mà mổ tim cho các em ở tại Việt Nam, thì mỗi ca mổ như vậy trị giá là 1.000 đô la, trung bình là khoảng 1.000 đô la, có khi hơn như vậy. Nhưng mà cứ một em như vậy để mà có một ca mổ hoàn thành thì là 1.000 đô la. Có nhiều em ở dưới tỉnh thành rất là sâu, vùng xa, thì thực sự ra để có cái điều kiện mổ tim đối với riêng cá nhân chúng ta thì 1.000 đô la nó chỉ là không phải là ít, cũng nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta còn có thể làm được điều đó. Nhưng mà có một số những cha mẹ ở dưới vùng xa, vùng sâu thì có lẽ 1.000 đô la đó là một cái điều mơ ước cho tất cả những gia đình để mà có thể sống và làm ăn được, chứ đừng nói chi để mổ tim cho con của mình. Cho nên các em nhờ cái tấm lòng của quý vị cho nên đã tìm được cái nguồn sống mới, tức là sau khi mổ tim thì các em có một đời sống mới. Còn nếu như không thì có nhiều em đã phải rời khỏi cõi đời này chỉ vì 1.000 đô la đó thôi, thưa quý vị. Cho nên Giáng Ngọc cũng hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều, không phải chỉ có 1.000 đô la mà còn nhiều bàn tay giơ lên để mỗi người 1.000 đô la, để cho chúng ta nhìn thấy mỗi cái mầm sống được mọc lên trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị, nếu quý vị coi sẽ đang xin chỉ một giây, quý vị nhìn vào màn hình đang chiếu, đây là hình bé Trần Minh Hiếu 3 tuổi, thì sẽ đang vừa sáng nay có nhận được tin từ Việt Nam qua là bé đã được đang cứu chữa, được mổ tim, thì mới được vài ngày bé chỉ mới có 3 tuổi. Và tất cả những quý vị nào đã đến tham dự chương trình Heart to Heart thì trước, đây là số tiền quý vị đã đóng góp, đây là sinh mạng quý vị đã cứu giúp. Một lần nữa, xin đăng kêu gọi quý vị. Đây là tiền lớn nhất của chúng ta. Dạ vâng. Trong thời gian vừa qua, với 86.000 người kim cho hội đóng góp, quý vị đóng góp, chúng tôi đã cứu được 50 em. Và ngày hôm nay, với cử chỉ của quý vị, hy vọng rằng con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa. Và như Giáng Ngọc có nói là, ví dụ như bây giờ 1.000 đồng đối với mình nó là lớn, nhưng mà nếu như mỗi chúng ta ai cũng đều cảm nhận được là mình có thể cứu sống được một sinh mạng. Như quý vị cũng đã nhìn thấy ở trên màn hình, các em nhỏ như vậy, nhưng mà nếu có nhiều tim, thật sự nó có rất là nhiều những trường hợp. Và nếu mà được cứu sống kịp thời thì các em có thể là sẽ lớn mạnh và khỏe rất là nhiều. Một bằng chứng trước tiên đó là chính ngay trong gia đình Giáng Ngọc cũng đã có điều đó rồi. Và qua lời giới thiệu của MC Giáng Ngọc về những em đã được giúp đỡ, chúng tôi xin gửi tới quý vị vài hình ảnh sau đây về những hoạt động của Hội Saint Lucas và Caritas Việt Nam trong thời gian vừa qua. Em
con là con là bố của cháu Thiện. Trước khi cháu chưa mỏ yếu và gia đình không có điều kiện, nay các đoàn đã giúp đỡ hội thánh Luca giúp đỡ gia đình nên cháu mỏ và khỏe mạnh. Gia đình cảm ơn hội thánh Luca. Từ trước khi mà cháu mổ thì sức khỏe cháu thế nào ạ? Trước kia mổ sức khỏe cháu yếu, bây giờ cháu yếu như thế nào ạ? Mổ xong và cháu được hồi phục khỏe mạnh. Yếu là như thế nào ạ? Yếu cháu nhọc và đi lại khó khăn. Rồi vậy thì ba làm nghề gì ạ? Ba thì đi lao động phổ thông, thu nhập thấp. Vâng, mẹ thì cũng thế, không đủ điều kiện để phẫu thuật cho cháu. Đây, hội Thánh Luca đã hỗ trợ và giúp đỡ gia đình mổ cháu thành công khỏe mạnh. Vâng. Cảm ơn những các anh nhân cô chú đã tài trợ cho chú mổ cho con bé chị em được ca mổ cho khỏe khoắn, cho bé bệnh rồi mổ hôm nay cũng khỏe rồi và ổn định. Cảm ơn người đàn hồi cảnh con cũng khó khăn, nên chú cũng không có tiền để tài trợ cho mổ, không mổ tiền mổ cho bé là vợ chồng con cũng nghèo nhưng mà không có tiền, ông xã con cũng đi làm mướn bắt cua bắt ốc. Nhờ mấy các quý nhân đã tài trợ giúp đỡ cho vợ chồng chúng con, vợ chồng chúng con cũng rất mang ơn và biết ơn các nhân nhân quý nhân nhân rất là nhiều. Của Huy Nguyễn Nhật Hải xin cảm ơn hội đã tài trợ cho cháu đi mổ tim mẩm sinh, mổ tim mẩm sinh nè. Sau khi mổ tim mẩm sinh thì cháu ăn khỏe, ngủ tốt, tăng cân nên gia đình rất vui và cảm ơn hội rất nhiều. Mẹ của cháu là Bùi Hà Hải ạ. Từ khi con xin cảm ơn tất cả các cô các chú và nhà tài trợ ạ. Từ ngày cháu mổ thì sức khỏe của cháu nó cũng tạm ổn ạ. Bởi vì thôi con không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn tất cả. Em cảm ơn hội thánh Luca và quý ân nhân đã giúp đỡ cho bé em được mổ tim, rồi bé được mổ xong rồi giờ bé rất khỏe mạnh. Vừa rồi bé được lên ký, mổ xong trong vòng một tuần bé lên được 1 ký. Em cảm ơn quý anh nhân và hội đã tài trợ cho bé mổ tim. Em cảm ơn. Con tên là Nguyễn Nhân Tấn, vợ tên là Quỳnh Thanh Tiền. Mẹ và ba của bé Nguyễn Quỳnh Thiên Phúc, 1 tuổi. Gia đình con cảm ơn các vị ân nhân Mạnh Thường Quân và hội từ thiện Thánh Luca đã quyên góp và mở rộng tấm lòng giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất cho gia đình chúng con. Và bé có điều kiện để mổ tim cho bé. Qua quá trình mổ tim vừa rồi, bé về nhà phát triển và mạnh khỏe bình thường. Một lần nữa gia đình con xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân, nhất là hội từ thiện Thánh Luca. Con là sơ Teresa Nguyễn Thị Hoàng Mai, hiện đang phụ trách chương trình tim giữa Caritas Việt Nam và hội San Lucas. Chương trình tiêm này được thực hiện được hơn 2 năm và với sự giúp đỡ của quý hội cũng như quý vị, Caritas Việt Nam đã có cơ hội để mà khảo sát cũng như là giúp đỡ cho các em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong nhiều tỉnh. Với sự giúp đỡ này thì Caritas có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp từng trường hợp. Mỗi một trường hợp như thế là mỗi một hoàn cảnh rất đặc biệt. Caritas Việt Nam rất là tri ân từng tấm lòng nhân ái của quý vị cũng như là những nghĩa tử cao đẹp của quý vị, giống như là những cánh tay nối dài để Caritas Việt Nam được tiếp xúc và được giúp đỡ từng hoàn cảnh khó khăn là các em với những trái tim bé nhỏ và những mảnh đời bất hạnh để có thể trở về với cuộc sống bình thường. Và một lần nữa Caritas Việt Nam cũng như tất cả Caritas của giáo phận trong cả nước Việt Nam cũng như gia đình các em và chính các em xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị và xin Thiên Chúa luôn đồng hành với quý vị. Kính thưa quý khán thính giả,
chương trình gây quỹ từ thiện của Hội Thánh Luca. Sau phần ngỏ lời cảm ơn và chào mừng của người sáng lập hội, chương trình đã được tiếp tục rất sôi động với phần điều hợp của hai MC và phần ca nhạc do các nghệ sĩ thân hữu đóng góp, cùng phần đấu giá gây quỹ sôi nổi và phần sổ số với những lô trúng giá trị do các nhà mạnh thường quân bảo trợ. Và nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết hay đóng góp, xin liên lạc qua số điện thoại 714-822-6133, 714-822-6133. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.